Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Trường Giang, sinh năm 1996, trú tại thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và cưỡng dâm. Theo hồ sơ vụ việc, tháng 11 năm 2015, Giang và N, sinh năm 2001, quen nhau qua mạng Facebook. Đến tháng 4 năm 2016, Giang rủ N vào một nhà nghỉ ở xã Vĩnh Trung để quan hệ tình dục và được N đồng ý. Đến cuối năm 2017, Giang bắt đầu dùng điện thoại di động quay chụp lại những cảnh Giang và N quan hệ. Đến tháng 4 năm 2018, mẹ của N phát hiện Giang và N quen biết nhau nhưng lại có quan hệ họ hàng nên ngăn cấm. Từ đó, N đã chấm dứt liên lạc với Giang. Đến tháng 6 năm 2018, Giang liên lạc lại với N đòi quan hệ nhưng N từ chối. Sau đó Giang đã gửi những hình ảnh video có cảnh Giang và N quan hệ để dọa dẫm, uy hiếp N. Vì sợ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình, nên từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, N đã cho Giang quan hệ với mình. Ngày 23 tháng 3 năm 2019, N đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc và làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Tại cơ quan công an, Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.